Người tị nạn Syria tại Jordan mong muốn can thiệp quân sự, tin từ Amman. Người tị nạn Syria sống ở thủ đô Amman đã bày tỏ ủng hộ đối với việc can thiệp quân sự ở Syria. Ông Abu Mohammed sống trong một căn chung cư nhỏ ở thủ đô Amman, nói rằng can thiệp quân sự rất cần thiết để lật đổ chế độ giết hàng trăm người dân mỗi ngày. Các đài truyền hình thông báo mỗi ngày có 200 hay 300 người bị thiệt mạng, nhưng theo ông ta thì con số phải lớn hơn nhiều bởi vì nhiều người chết đã không được biết tới. Ông Mohammed Dia cũng sống ở Amman nói rằng ông ta hy vọng là các cuộc không kích có thể phá hủy những kho vũ khí quan trọng, mọi loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mà chế độ đã dùng. Ông ta cũng hy vọng là quốc tế thiết lập vùng cấm bay để giúp cho quân đội tự do. Ngoại trưởng John Kerry đã đặt nền tảng cho cuộc tấn công quân sự có thể diễn ra, nói rằng chế độ Al-Assad đã mất hết đạo đức. Tổng thống Barack Obama từng tuyên bố dùng vũ khí hóa học là lằn ranh đỏ chế độ Al-Assad không thể vượt qua. Đang có nhiều dấu hiệu là Hoa Kỳ và đồng minh đang tiến gần tới hành động trả đũa quân sự. Theo kết quả thăm dò của Reuters và Ipsos, trong ngày thứ Bảy, trên 60% người dân Hoa Kỳ chống can thiệp quân sự và chỉ có 9% nghĩ rằng Tổng thống Obama sẽ có hành động. Tuy nhiên, trước áp lực quốc tế đang gia tăng, Tổng thống Obama có thể có những chọn lựa giới hạn như tấn công bằng hỏa tiễn để trừng phạt chế độ Al-Assad. Hoa Kỳ đã bố trí lực lượng hải quân trong vùng để sẵn sàng thi hành quyết định của Tổng thống Obama.